Lại đây đấy là gia đình của anh Trọng. Đây là cái hình ảnh sinh hoạt tại gia đình buổi tối ngày hôm nay đó. Và Dạ. Nghe nghe con. anh Trọng ơi, Dạ. mới nghe anh bật mí một cái mà em cũng mừng thay cho anh nữa, là ngày hôm bữa là Nhảy lên kia. anh được mạnh thường quân ủng hộ là gần 100 triệu đúng không? Dạ. Cái cảm xúc của anh như nào, và anh khi mà nhận được cái số tiền như thế thì cuộc sống của anh hiện tại bây giờ ấy, anh có thấy thay đổi gì không? Khi bữa mà công bố cái số tiền đó giờ thấy rất là mừng. Giờ làm cũng như giờ gia đình em là giờ là giống như thay đổi hoàn toàn, giờ cũng như có cuộc sống nó ấm êm hơn chứ. Cũng nhờ mà được sự thương yêu của các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Thì với cái số tiền như thế thì cái dự tính của anh ấy thì anh sẽ dùng vào việc gì và làm những cái gì? Và trước mắt thì em cũng chuyển vào tài khoản của Agribank á, là gửi 50 triệu rồi. Thì cũng như để cho mấy đứa bé, mấy đứa trẻ này, rồi lo tương lai cho nó mấy đứa ăn học. Thì sắp tới cái công việc của mình thì anh có muốn tiếp tục là mình sẽ đi lượm chai chai rồi làm cái số nữa không, hay là mình muốn mong muốn một công việc khác? Cũng cũng bình thường, em cũng làm giấy chai giấy phế liệu với bán giấy số vậy thôi. Dạ, trước mắt thì mình em vậy đó. Em giờ cũng không có cũng như bình thường như mọi người khác vậy thôi. Đi lượm vậy đó, phế liệu với bán giấy số. Và Em cũng còn tương lai thì sau này mình sẽ tính tiếp ha để mấy cháu nó hơi lớn lớn chút á, ha. là mình tính tiếp. Dạ. Bây giờ nó cũng quá nhỏ, cũng hơi chỉ lo cho nó ăn uống là đủ ăn đủ mặc á, Dạ. tại vì nó có sức khỏe rồi kia, rồi nó ăn học được kia. Vậy là hôm nay anh lại nhận thêm tiếp một tin vui nữa. Dạ quá, còn cái tin này quá mừng. Anh có thể chia sẻ cho em biết được không? Cũng như là cái lần đầu thì anh đã nhận được một số tiền cũng khá là lớn. Và lần đầu thì anh cảm thấy như thế nào? Lần đầu thì giống một cái tin khủng khiếp đối với em vậy. Rồi mà cái tin này thì lần sau này là cái tin khủng khiếp hơn nữa. Ở cái lần đầu nhận bao nhiêu tiền anh? 92 triệu mấy trăm đó, nên cũng hơi phá quá. 92 triệu 250 nghìn. Rồi, rồi khi mà anh nhận được cái tin lần thứ hai rồi, anh mà có tin đó, rằng cái tin đó là cái tin thật nữa không? Tin chính xác luôn, là muốn té ngửa luôn nha. Còn không cũng như là quá trời, mình thấy là các mạnh thường quân rất là thương gia đình mình, mình cũng rất cảm động. Vậy là trong buổi sáng ngày hôm nay hả? Anh Trong nhận buổi thêm. sáng này lúc mà cũng chưa chưa rồi chứ không có sáng, Mình nhận thêm 130 triệu nữa. 113 triệu. 113 triệu nữa. Quá tuyệt vời đúng không? Thì Thì ngày anh hôm nữa. Thiện có dắt đi nhận. Anh cũng có quay rồi. Thì tổng số tiền cũng khoảng 200 triệu tròn anh ha. Chắc cũng có đó. Vậy là chúng ta vậy gia đình anh là có một cái số vốn khá lớn để lo cho các cháu và tương lai. Và những cái dự định sắp tới của mình thì chắc em nghĩ rằng là nếu mà được đấy thì anh có thể mình đi thu mua những cái đồ phế liệu ấy, mình thu mua nhiều hơn. Thì khi em có vốn rồi thì em thu mua cũng được nữa. Thì trước mắt thì em vẫn đi lượm, vẫn bán cái số. Và cũng như là số tiền của mạnh thường quân là thương mình, là giúp cho mình, em cũng gán giữ cái số tiền đó gửi vô ngân hàng để tiết kiệm cho các có đồng lời cho mấy cháu hàng tháng. Chứ em rồi khi nào mà cần thiếu vốn dữ lắm á, thì em mới hai chồng bà mới rút ra. Rồi theo như tỷ ai bán đồ gì đó mà từng 5 triệu 10 triệu mà khả năng em đã có thì em rút ra, thì khi có lời thì em chuyển vào cái tài khoản đó nữa, rồi chừa một ít để hai vợ chồng sinh hoạt thôi chứ không có dám rút ra nhiều đâu. Vậy là bây giờ tiền là mình để hết trong thẻ đúng không? Mình nên để trong thẻ để Giờ đảm gửi bảo. cho tiết kiệm á. Giờ ngày mai thứ hai là em tranh thủ gửi để vào tài khoản. Trước mắt thì cũng còn đang giữ.
anh đã trao hết. Dạ. Anh cho kêu mình tranh thủ ngày mai này để gửi. Và sau khi mình nhận được cái số tiền gọi là khủng anh, thì chắc đêm nay mình cảm thấy rất là khó ngủ ha. Không ngủ được. Vì nó quá lớn anh ha. Dạ. Em rất cảm ơn các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã thương yêu gia đình con nè, giúp đỡ cho con được một số vốn để làm cho các cháu. Yeah. Con không biết nói gì hơn, con rất cảm ơn. Và con với mẹ con đã có điện thoại đó, và nhắn với con như thế này nè, có được quay tivi á thì nói với nhắn với là mẹ gửi lời cảm ơn của các mạnh thường quân rất nhiều. Mẹ nói như vậy đó. Yeah. Không biết nói sao hơn, mẹ em cũng quá trời mừng. Anh cha em cũng như nói vậy. Dạ. Có khi nào mà anh nằm anh lại suy nghĩ lại là mình là một người ở dưới quê mình mới lên đó, rồi mình là ăn bờ nguồn ngủ bụi, mà bây giờ mình nhận được một cái số tiền khủng này mà mình không biết là cái cơ duyên đó là sao không anh? Dạ. Thì cái cơ duyên đó thì cũng em chắc cũng có sự may mắn. Dạ. Được chứ... gặp anh Thiện. Dạ. Dạ. Chứ mà không gặp anh thì cái cuộc đời em nó còn khốn khổ nữa. Yeah. Tại vì cái dịch Covid này nè. Yeah. Rồi người vừa nó không có cân nữa. Yeah. Thì em thì bữa nó lên thì trong mình vừa tới Hầm Thú Thiêm mà hai chồng còn 40-50 ngàn. Yeah. Rồi ta không cân, vài bữa là ta không cân nữa thì hai chồng chết luôn rồi. Yeah. Yeah. Nhờ gặp được anh ấy thì gia đình giờ vượt qua khó khăn rồi. Yeah. Rồi chị từ bữa giờ chị nhận được tiền rồi, chị có ôm anh ngủ nhiều không? Cũng bình thường. Vậy là đêm nào cũng ôm hả? Còn chưa ra, tại vì dạ em nó còn còn bé đó, à em ý anh nói là khi nào mà hết xanh là ôm hoài nữa không? Mày đổ giờ nè, con có đổ tùm lum nè, bị đậu nè. Cũng mừng cho anh quá. Ở sao không thay đồ cho con đi, ướt hết trơn nè. Nó đổ ba cái Milo nó đổ rồi. Anh chị ơi, khi mà mình nhận được thêm một cái khoản tiền là hơn 100 triệu nữa. Dạ. Thì cái niềm vui đó ai là người mà được anh chị chia sẻ đầu tiên? Dạ, ba với mẹ. Ngay lập tức là anh gọi cho ba mẹ luôn. Dạ. Rồi trước tiên cho ba mẹ mừng. Dạ, em cũng mừng nhiều lắm. Lúc đấy ba mẹ sao? Quá mừng nha. Có khi cảm ơn. Có khi nào mà ba mà mẹ lại khóc với anh không? Cái lúc gì mừng quá. Dạ, cũng cảm động rồi, cũng có. Mà em nghĩ là cái người cảm động nhất là anh với chị đúng không? Dạ. Chắc là anh chị không bao giờ nghĩ được là đùng một cái mình bỏ xứ mình dạ. Đi lên trên này lại nhận được một số tiền như vậy. Với cái lúc đó em cũng nợ nần cũng có ra, cũng có nữa. Rồi mình quá trời khổ nữa. Rồi dây thì mình cũng có mượn tiền vòng vòng á. Ở xóm đó mình mượn người lo cho mấy cái này nè. Rồi người ta đòi em, rồi cũng không có tiền trả ra nữa. Mà em nghĩ là vòng vòng đó thì không có đồ nữa. Rồi phải mình có đồ thì mình cũng cái lo trả cho người ta mà. Bây giờ là không có đồ gì hết trơn. Rồi người ta đòi ta xiết này mình, người ta nói nặng nói nhẹ em, rồi hai chồng thôi bây giờ bên bây giờ em quyết định là đi, mình đi làm mà có số tiền mình về trả nợ. Vậy đó em cũng suy nghĩ vậy đó. Vậy trước mắt thì anh có muốn dùng cái số tiền kia để mình trả nợ, để cho cái đầu óc của mình nó nhẹ đi không? Em cũng nghĩ vậy đó, rồi cũng trả nợ rồi cho nó nhẹ nhàng một chút vậy. Đúng rồi, để mình có thể mình tập trung vô công việc hơn đúng không? Chứ em bây giờ nhờ các mạnh thường quân ấy thương giúp đỡ rồi, em cũng không biết nói sao. Rất là cảm ơn. Sạch cho em chứ con. Và đây là cái tivi hôm nay. Thích nhà nè. Bé Huy kia thôi.
Đây là cái tivi mà hôm nay vợ chồng tự thưởng cho mình đấy đúng không? Ừ. Em báo có nhận một tin mừng là vợ chồng anh Trọn và mấy anh Trọng và mấy đứa con có một cái tivi mới mấy anh chị. Đây tên nó tên. À, đây là cái tivi mới mà ngày hôm nay vợ chồng tự thưởng cho mình ạ. Sau những ngày mà mình nằm ở ngoài đường, bây giờ mình còn lại bất ngờ mình được có một cái tivi nữa, trong lòng anh thấy chắc rất là vui anh ha. Dạ, mấy đứa cháu cũng mừng lắm. Dạ. Anh thấy nghe có tivi là nó khoái hả? Khoái lắm. Dạ. Mà là cái chưa có gắn trên cáp á. Dạ. Nên chưa có coi được. Dạ, chắc mà trong nhà thiện ông nói ngày mai đi rồi ông gắn cho. Dạ. Chắc cũng chờ đợi để gắn con cáp vô để dạ. Coi ha. Dạ. Con gái. Gái ơi, gái cái hồi sáng có đi bê chú là con không ấy con gái sáng có đi bán giấy số không con dạ. Gái giỏi nè, hôm nay là mắt đi đi chú TV nè dạ. Với có đi ghi âm bên anh Thiện á dạ. Dạ với cái anh gì mà anh bị kiếm thị á dạ. Rồi với công chuyện nhiều lắm dạ. Em hôm nay lên cầm lên bữa dạ. Mai vẫn tiếp tục bình thường dạ, dạ. Nói chung là cái số vốn đấy thì chắc chắn là gia đình anh chị thì sẽ rất là vui và hạnh phúc rồi. Nhưng mà mình cũng đừng sao nhãng quá rồi đúng bỏ rồi. Công việc thì... Dạ. Em cũng có lửa với liệu nữa dạ. Có cân rồi à, hít. Rồi, rồi để ngày mai rồi mình đi về rồi chống xe chống rồi em cũng đi lụm nữa bình thường đó dạ. Ủa vậy là ngày mai là anh mà kéo xe đi luôn hả? Dạ cũng bình thường, gãy xe và nó chống rồi về phế liệu người ta cân lại rồi dạ. Dạ. Có thể là mình sẽ nhặt được dạ. Nhiều hơn dạ. Với em thấy anh kéo xe gì có gì cho mấy đứa nhỏ ngồi dễ hơn dạ. Chứ nó ngồi trên xe nó thấy ghê quá dạ đúng rồi dạ, không có chỗ ngồi nó sợ nó gất mà chiếc xe này thì nó chạy bình thường chỗ đường ấy mình thì cũng có một cái nó chạy nó hơi hú thôi làm cái hú cái gì dạ. Xe nó bị chắc ăn đầu quá trong cái gì mình không biết thôi gái bữa nay nhà mình có tivi con vui không vui chú đây mà con kỳ lắm kìa nhìn cũng đẹp gái kỳ vậy anh thường quân coi con đó thương con lắm đó nghe không con nè con Linh xinh gái quá trời hình gái giống người hình gái giống mẹ lắm á coi ra mẹ tính ra mẹ không bao giờ cười mà cười cái nào ác cái đó luôn đó bà.